Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2018, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018 và khai giảng học mới 2018-2019. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vinh và các đồng chí là hiệu trưởng của các trường và trung tâm giáo dục thường xuyên liên kết đào tạo. Về phía nhà trường có đồng chí Nguyễn Cảnh Thịnh, Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường. Tham dự buổi lễ còn có hơn 1.000 sinh viên của các khóa đào tạo đang tiếp học tại trường. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Công đã phát biểu và tặng hoa chúc mừng các cán bộ giáo viên, đồng thời biểu dương những nỗ lực và thành tích đạt được của nhà trường trong thời gian qua. Trong năm học mới, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An quyết tâm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, tiếp tục sứ mệnh đào tạo đa cấp đa ngành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.